Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho lớp mình sang cách xử lý những cái giới hạn ở dạng một mũ vô cùng thì chúng ta sẽ làm như nào. Cô lấy ví dụ một như này. Đây chính là dạng một mũ vô cùng, lý do là khi mà x tiến đến 0 ý, thì em thấy là cái cốt 0 nó sẽ tận về 1 đúng không ạ? Đây sẽ tận về 1 này. Còn cái mũ này này là 1 trên 0 nó sẽ ra là vô cùng. Như vậy là đây chính là dạng giới hạn một mũ vô cùng đó. Thì tất cả những cái bài mà dạng một mũ vô cùng như này thì chúng ta đều sử dụng kỹ thuật đó là chúng ta sẽ tính logarithm của a để chúng ta hạ mũ xuống nhá. Thì ở đây là các bạn sẽ xét cho cô là Lena. Thế thì là Lena thì sẽ là bằng len của cái biểu thức này đúng không ạ? Thì len của biểu thức này chúng ta biết rồi là chúng ta có quyền vứt cái mũ này ra bên ngoài của len nhá. Các bạn nào bị quên ý, thì các bạn lưu ý là logarithm của a mũ n đúng không ạ? Thì các bạn có quyền vứt mũ n này ra bên ngoài, tức là nó sẽ là bằng n nhân với lena đúng không ạ? Mũ ra bên ngoài đây đó. Thì ở đây các bạn cũng thế thôi nhá, các bạn len của cả cái biểu thức này các bạn sẽ vứt cái mũ này ra ngoài len, như vậy nó sẽ là ly này. Khi x đến đến không này các bạn vứt mũ ra đúng không ạ, là 1 trên x bình nhân với len cos 2x. Đó, các bạn có nhìn đến không ạ? Nó đúng là vứt mũ ra bên ngoài và nhân với len a không? Thì ở đây chúng ta cũng thế thôi nhá, các bạn vứt mũ ra bên ngoài và bên trong sẽ là len cos. Ok chưa? Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ đi tính cái giới hạn này bằng cái bài số 3 mà sử dụng cái quy tắc cắt bỏ vô cùng bé bậc cao hơn hoặc cũng như là sử dụng các cái vô cùng bé tương đương đúng không ạ? Đấy, thì ở đây nó sẽ là bằng này ln khi x thì đến 0. Bây giờ là cô sẽ viết nó dưới dạng phân thức nhá. Đây, đây nó sẽ là x bình. Còn ở trên tử nó sẽ là len cos. Tuy nhiên thì cái len thì chúng ta nhớ lại là mình sử dụng cái len của 1 cộng với x thì nó sẽ tương đương với x đúng không? Đấy. Thì bây giờ là nếu như mà để mà đưa cái dạng này về dạng là 1 cộng u thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức lượng giác cos 2x. Cos 2x thì nó sẽ là bằng 1 trừ đi 2 sin bình x đúng không? Đấy, thì mình sẽ dùng cái đó mình nhá. Nó sẽ là len này của 1 trừ đi 2 sin bình x. Đấy, thì có phải nó sẽ rơi đúng vào cái dạng là 1 cộng u chưa? Đó, thì bây giờ là cái này của em nó sẽ tương đương với u này. Cái u này là một dấu trừ nhá. Đó, thì bây giờ nó sẽ là bằng min này khi x tiến đến 0 này. Nào, cái len này sẽ tương đương với trừ 2 sin bình x trên x bình. Đó, sau đó là sin bình lại tương đương với x bình thôi. Thì bây giờ nó sẽ lại bằng min khi x tiến đến 0 này của trừ 2 x bình trên x bình, và như vậy nó sẽ là bằng trừ 2 đúng không? Thế nhưng mà chúng ta đừng quên là mình vừa mới chỉ tính len a thôi, len a mà bằng trừ 2 thì chúng ta kết luận là a sẽ bằng e mũ trừ 2 đó. Đó, như vậy là chúng ta kết thúc xong ví dụ 1. Hoàn toàn tương tự nhá, thì chúng ta có thể làm các cái ví dụ đằng sau này chỉ như vậy thôi. Nào, ví dụ số 2 nhá, là a bằng này ln khi x đến đến 0 của x cộng e mũ 2x mũ 1 trên x. Đó, đó. Thế thì giờ là mình sẽ lại tính logarithm của a đúng không nào, để chúng ta vứt mũ xuống. Thế bây giờ ta sẽ có là len a sẽ bằng ln khi x đến đến 0, chúng ta vứt cái mũ này xuống này, nó sẽ là 1 trên x này nhân với len x cộng e mũ 2x. Đó, thế thì tất cả những đồng chí len như này chúng ta lưu ý là phải có số 1 nhá. Đấy, phải xuất hiện số 1 thì mới làm được. Thì bây giờ số này nó không có số 1 thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật thêm bớt nhá. Mình sẽ thêm 1 vào đây này, sau đó mình sẽ trừ 1 ở cuối thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, thì nó sẽ là bằng ln khi x đến đến 0 này len, đấy các bạn thêm không có số 1 vào, là 1 cộng x cộng e mũ 2x trừ 1 chia cho x. Đấy, thì có phải chỗ này nó sẽ là 1 cộng u chưa? Đó, len của 1 cộng u thì nó sẽ tương đương với cả cái u này luôn nhá. Thì như vậy nó sẽ là bằng ln khi x đến đến 0 này của x cộng e mũ 2x trừ 1 trên x. Đó, nhưng mà sau khi mà ra đến đây xong ấy thì chúng ta lại thấy là nó lại xuất hiện cái bộ này. Đấy, cái bộ này lại là cái bộ là e mũ u trừ 1 là tương đương với u, tức là cái này nó sẽ tương đương với 2x ấy. Đấy, thì như vậy nó sẽ là bằng ln này khi x đến 0 này của x cộng 2x trên x
nó, các bạn rút gọn đi thì nó sẽ là bằng 3. Mà lên A mà bằng 3 thì chúng ta kết luận là A sẽ là bằng N 3 thôi. Thế nào? Đấy, thế mà làm thôi nhá, gì cả đâu. Đó, bây giờ là ví dụ số 3. Thành là ln khi t dần về 0.
đấy, để cho mình quen thuộc. Đấy còn là cái chỗ sin x này, những cái chỗ này là x này thì mình sẽ thay nó thành là pi trên 2 trừ t thôi. Đấy thì nó sẽ là sin này của pi trên 2 trừ t. Xong rồi lại mũ tan của pi trên 2 trừ t. Đó. Thế thì bây giờ là mình sử dụng công thức phụ chéo thôi. Sin của pi trên 2 trừ t thì nó là cos, đúng không ạ? Nó là cos t, còn cái này là cotan t. Đấy như vậy là a của em nó sẽ là bằng ly khi t dần đến 0 này của cos t mũ cotan t. Đó. Thế thì bây giờ là chúng ta sẽ đi mình sẽ đi tính lại giống ở đây thôi, đúng không ạ? Mình sẽ tính len a nhá. Len a sẽ là bằng ly khi t dần đến 0. Đấy, chúng ta bất mũ xuống này thì nó sẽ là cos t, sau đi cotan nhá. Cotan t nhân với len của cos t. Rồi, len của cos giống lúc nãy đúng không ạ? Cái cos này là chúng ta lại viết cho cô thành là 1 trừ đi 2 sin bình để cho nó xác định cái số 1 ấy. Đấy thì nó sẽ là bằng nhá. Ly khi t giờ đến 0 này. Cotan t thì viết thành cos trên sin đi, đúng không? Cos trên sin nhá. Rồi, cái len này thì chúng ta viết cho cô thành là cái cos này viết cho cô thành là 1 trừ đi 2 sin bình. Đấy. Bạn biết thành là 1 trừ đi 2 sin bình. Bạn sin bình của cái gì có biết không? Nào. Cos t ở đây các bạn sẽ viết cho cô là 1 trừ đi 2 sin bình. Nhưng mà 2 sin bình của cái gì? Thì ở đây là t đúng không? Thì chỗ này của em là t trên 2. Đấy. 1 trừ đi 2 sin bình t trên 2. Thì bây giờ là khi mà t dần về 0 là đồng chí này là dần về 0 này. Như vậy là đây chính là vô cùng bé và chúng ta sử dụng được vô cùng bé tương đương là len của 1 trừ đi cái này thì sẽ tương đương với trừ của cái này. Đấy, thì bây giờ nó sẽ là bằng ly của t dần về 0 nhá. Của cos t trên sin t nhân với trừ 2 sin bình t trên 2. Đó. Thế thì là sin bình của t trên 2 thì nó lại tương đương với t trên 2 tất cả bình. Đó, thì giờ lại bằng này, ly này khi t dần đến 0 này. Đây sẽ là cos t cho cô nhá. Đấy, cái này là sin t, các bạn thay cho cô thành là tương đương với t nhá. Đồng chí này thì tương đương với là trừ 2 nhân với t bình trên 4 nhá. Đúng không? Đó, thì như vậy là nó sẽ là bằng, ở đây nó sẽ là bằng ly t dần đến 0. T với T là em triệt đi nhá, thì là em chỉ còn là hai biểu bốn em cũng triệt nốt nhá, thì em chỉ còn là trừ đi cos T nhân T trên 2. Thế nhưng mà do T là dần đến 0 thế nên là cái này sẽ dần đến 0 này, còn cái thằng cos 0 là dần đến 1 đấy, nhưng mà 1 nhân 0 thì vẫn là 0 thôi, như vậy là kết quả này nó là 0. Thế thì là len A mà bằng 0 thì chứng tỏ là A của em sẽ là bằng 1 thôi. Đấy, đây là ví dụ số 4 nhá. Là khi mà cái t của em mà nó dần đến pi trên 2 thì cũng nghĩ là chúng ta nên cái x của em mà dần đến pi trên 2 thì cũng nghĩ là chúng ta nên là t như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cho cô ví dụ số 5. Ví dụ số 5 là ly, đây cô đặt a nhá, a bằng nhá ly khi x đến 0 của 1 cộng 2x mũ 1 trên căn của 1 cộng 4x trừ đi 1. Đấy. Nào, thế là bài này mình làm ghi như vậy thôi. Mày cô sẽ nốt cho các mình ví dụ này thôi nhá, chúng ta hiểu đấy. Nào, bây giờ chúng ta lại đi tính len A thôi này. Nào, bạn len A. Len A của chúng ta lại bằng ly này, khi x đến 0 này. Đó, các bạn lại vứt mũ ra này. Đấy, các mũ ra là 1 trên căn của 1 cộng 4x trừ 1 nhân với 1 cộng 2x. Đấy. Nào, thế đến đây. Đến đây lại nhớ lại là lúc nãy là cô vừa mới nói chúng ta một cái là gì ạ? Là 1 cộng x mũ n mà trừ đi 1 là tương đương với n nhân x. Đấy, các bạn có nhớ cái cụm này không? Đấy, đúng chưa ạ? Thế thì là cái biểu thức này này là tương đương là gì? Chỉ là chúng ta lấy cái mũ này và chúng ta nhân với cái biểu thức này. Thế thì ở đây là cái căn này là chúng ta hiểu nó sẽ là mũ 1 phần 2. Thì
Thì như vậy biểu thức này ý, nó sẽ là tương đương với mũ 1 phần 2 và nhân với cái 4x này đúng không? Thì dung không ạ? Đấy, thì như vậy nó sẽ làm bằng lin này. Khi x đến đến 0 này, cái này cũng viết lên trên tử nhá, là 1 cộng 2x. Còn ở dưới này, chúng ta lấy cái căn này đổi thành mũ 1 phần 2. Sau đó lấy mũ 1 phần 2 nhân với cái 4x này. Đấy, như vậy nó sẽ là 1 phần 2 này nhân với 4x này trừ đi 1. Và như vậy nó sẽ là lin khi x đến đến 0 này của 1 cộng 2x này mũ 2x trừ 1. Thế thì đến đây là giới hạn xác định rồi. Em chỉ cần thay 0 vào đây là em ra là 1 chia cho âm 1, nó ra là âm 1 thôi, đúng không ạ? Thì len A mà bằng âm 1 thì chứng tỏ là A của em nó sẽ là bằng len âm 1 nhá. Như vậy là vừa rồi là cô đã giới thiệu cho mình cái cách xử lý giới hạn 1 cũng vô cùng rồi.